Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước khi đi vào giới thiệu các cái băng cassette tiếp 2 của Marcel ha, thì em đang có các cái băng của tiếp 1 cả nhà ha. Thông thường ở đây em đang có băng tiếp 1 nhưng mà được làm bìa chữ nhũ cả nhà. Bìa chữ nhũ như thế này, với hình thức của nó được copy y chang từ băng gốc cả nhà ha. Thì những cái băng này đang có giá là 350 ngàn. Hình thức của nó gần như là băng gốc, nếu mà không nói cả nhà mình sẽ không biết ha. Đây là tiếng hát thanh tuyền cả nhà ha. Đây là 24 giờ phép nè, cả nhà mình thấy bìa chữ nhũ uy tín không? 350 ngàn một cái cả nhà ha. Đây là Huế mù sương ha. Đây là giọt buồn không tên cả nhà ha. Bìa chữ nhũ lấp lánh nè, chữ nhũ lấp lánh cả nhà ha. 350 ngàn một băng. Và cuối cùng là áo người trinh nữ ha. Cả nhà mình thấy thiết kế băng là nó giống y chang như là cái băng gốc vậy á. Thì vì thế cho nên là vì nó dán lên hết cho nên là em phải báo cho cả nhà mình biết đây là những cái băng tiếp 1 ha. Bỏ vô máy là nó hiện lên chữ tiếp 1 liền à. Dạ. Rồi, ngoài ra thì những cái băng tiếp 1 mà copy từ gốc ha, F1, mình có thể gọi là F1 á, thì những cái băng tiếp 1 này có giá 250 ngàn nè ha. Hình thức của nó sẽ rất là giống y chang như là cái băng gốc cả nhà ha. Thì ở đây em có Phượng Hoàng 15 cả nhà ha. Yêu một mình. Em có Làng Văn 27 ha. Chế Linh, Lính Nghĩ Gì. Băng Cảm Ơn cả nhà ha. Băng Giao Linh Tuấn Vũ Ngõ Ý ha. Băng Tuấn Vũ 8 Nếu Em Về Bên Anh. Bao Giờ Em Quên ha. Tiếng Hát Duy Khánh. Tuấn Vũ Đặc Biệt Dấu Chân Kỷ Niệm ha. Chế Linh Thanh Tuyền Đường Xưa Em Đi cả nhà ha. Mình có Tình Ngoại Ô cả nhà ha. Tuấn Anh Giao Linh Tuấn Vũ nè. Đây là Hoa Biển cả nhà ha. Tuấn Vũ 2. Đây là Vĩ Dạ Đò Trăng cả nhà ha. 250 ngàn. Đây là Chuyện Tình Mimosa cả nhà ha. Thiên Trang Chế Linh. Đây là Giao Linh Tuấn Vũ Đôi Mắt Người Xưa cả nhà ha. 250 ngàn. Tuấn Vũ ha, Người Xa Về Thành Phố. 250 ngàn. Áo Người Trinh Nữ cả nhà ha. Áo Người Trinh Nữ bìa không nhũ ha. 250 ngàn. Giao Linh ha, Cuối Nẻo Đường Tình cả nhà. Mười Thương ha, Giáng Ngọc 71. Đó thì đó là những cái băng 250 ngàn tiếp 1 ha. Hình thức y chang như băng gốc cả nhà ha. Dạ. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến cả nhà mình các cái băng tiếp 2 Marcel ha. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Phần này em sẽ tổng hợp lại cho cả nhà mình các cái băng cao cấp ha. 60 đến 90 phút cả nhà ha. Thì ở đây em đang có là các cái chương trình 60 phút ha. Được ghi trên băng Marcel UD2 cả nhà ha. Full tem đỏ cả nhà. Những cái băng này thì có giá là 250 ngàn cả nhà ha. 250 ngàn. Băng thì đẹp. Thiết bị ghi là các cái đầu 3 số 5 ESA cả nhà ha. Nhạc chuẩn cả nhà. Bìa lít rõ ràng, đẹp. Các cái chương trình 60 phút là chương trình mà nó tương ứng với cái CD gốc cả nhà ha. Còn các cái chương trình mà 90 phút đó là chương trình em ghép cả nhà ha. Ghép một cái băng, một cái CD rưỡi hoặc là ghép hai cái CD để cho ra một cái băng. Thu cái băng này thì mình phải canh hai lần. Dạ. Hoặc là các cái chương trình nhạc rè. Các cái chương trình nhạc rè 75, nhạc trước 75 thì nó sẽ có là băng 90 phút. Cái chương trình băng cối là 90 phút cho nên mình thu qua cái băng 90 phút là nó vừa luôn, nó vừa đẹp luôn cả nhà ha. Và em sử dụng toàn các lá băng cao cấp thôi. Cho nên là có nhiều bác cứ hỏi là sao giá của cao. Giá cao bởi vì em sử dụng băng cao cấp, thiết bị cao cấp cả nhà ha. Và chất lượng nhạc là ok, quá chuẩn lắm. Dạ. Đã làm là làm cho nó ra trò cả nhà ha. Chứ mua mấy cái băng rẻ tiền về ghi thì nó phí đầu và mất thời gian. Rồi. Thì cả nhà mình vừa nghe mà còn vừa ngắm nữa. Những cái băng này cả nhà mình nhìn thấy là nó mê rồi. Nhìn thấy những cái băng này là cực kỳ đẹp ha cả nhà ha. Cực kỳ đẹp. Đó.
Rồi thì em sẽ tổng hợp lại cho cả nhà mình các cái chương trình ha. Chương trình 60 phút nè. Các cái chương trình 60 phút có giá là 250.000 cả nhà ha. Thì trước tiên là đây là cái băng Lâm Minh Thảo của trung tâm Audio Space làm cả nhà ha. Băng này có giá 250.000, băng chỉ 46 phút thôi. Băng này là của gốc của trung tâm làm cả nhà ha, không phải của em làm. Ở đây em có một cuốn Ngọc Sơn 54 phút có giá là 200.000 cả nhà ha. Rồi băng 2 băng 60 phút 250.000 nè, mình có Boney M nè, có Modern Talking nè ha. Có tiếng hát Hương Lan 1, có tiếng hát Chế Linh Người Nhập Cuộc ha. Có Không Bao Giờ Quên Anh Làng Văn 20, cái này là Áo Người Trinh Nữ cả nhà ha. Cái này là Tình Ca 20 Đôi Bóng Thiên Trang Tuấn Vũ nè. Cái này là từ tiếng hát tiếp nối là Duy Khánh cả nhà ha. Chế Linh Ngày Ấy Mình Yêu Nhau nè, Tuấn Vũ ha. Những bài, những tình khúc bất hủ cả nhà ha. Giang Tử Vôn 1, Thanh Tuyền 9 Rum 3 ha. Cái này Con Đường Xưa Em Đi là Chế Linh, Thanh Tuyền cả nhà ha. Tình Bơ Vơ cả nhà ha. Tuấn Vũ, Thanh Tuyền. Mình có tiếng hát Thanh Tuyền cả nhà ha. Tình khúc Trần Thiện Thanh cả nhà. Mình có băng Đoạn Tuyệt cả nhà ha. Chế Linh, Thanh Tuyền. Mình có Hồn Trinh Nữ cả nhà ha. Hồn Trinh Nữ, Hương Lan, Giao Linh, Thanh Tuyền. Và mình có cuối cùng là Hoa Biển ha. Đó. Thì đây là những cái băng 60 phút UD 2 tem đỏ cả nhà ha. Full Gold có giá 250.000. Rồi, mình sẽ qua những cái băng 320.000 cả nhà ha. Đây là những cái băng 90 phút ha. Thường thường là em sẽ ghi bằng băng UD, Maxell UD 9, UD 2 cả nhà. UD 2 này, UD 2. Hoặc là băng Maxell XL 2 cả nhà ha. Thì chủ yếu là ghi bằng những cái băng này. Thì giá của nó là 320.000 ha. Cả nhà mình cứ mua 5 băng thì em sẽ miễn phí ship cho cả nhà mình. 320.000 một băng nha cả nhà. Ở đây có một cái băng này thì là băng nó là một nửa tem gold thôi, cho nên là băng này có giá là 300.000 ha. Những vùng đất mang tên anh. Rồi, mình sẽ có các cái chương trình 320.000 như sau cả nhà ha. Ở đây là chương trình nhạc tuyển ha, Tứ Quý nè, Tuấn Vũ, Giao Linh, Chế Linh, Hương Lan cả nhà ha. Tổng hợp hai cái đĩa CD hay nhất á. Tứ Quý nhạc tuyển 320.000 cả nhà ha. Mình có Nó Và Tôi của Trường Vũ, Giao Linh Màu Tím Băng C ha, Hoàng Thục Linh Tàu Đêm Năm Cũ, Sơn Tuyền Tuấn Vũ Hai Mùa Mưa ha, Mai Lỡ Hai Mình Xa Chế Linh Thanh Tuyền, Áo Cưới Màu Hoa Quà Cà Chế Linh Thanh Tuyền ha, Giả Từ Vũ Khí của Duy Khánh cả nhà ha, Đường Xưa Em Đi Chế Linh Thanh Tuyền nè, Trường Vũ Nghèo cả nhà ha, Dạ Vũ Tình Đầu của Tuấn Vũ ha, Thiên Đường Tình Ái cả nhà ha, Hương Lan Tuấn Vũ Ngại Ngùng nè, Modern Tắc Kinh, băng này là 90 phút cả nhà ha. Có một cái băng của Phương Phương Thảo là Khoảnh Khắc cả nhà ha. Khoảnh Khắc, đây là ghép hai chương trình ha. Chương trình đĩa vôn mới nhất của Phương Thảo là Khoảnh Khắc và vôn 3 cả nhà ha, Lệ Xa Người. Một cái băng khác của Phương Phương Thảo là Cho Người Tình Lỡ ha. Băng này thì ghép hai chương trình là Cho Người Tình Lỡ và Yêu Anh Một Đời ha. Đây là hai cái băng của Phương Phương Thảo cả nhà. Ghi bằng băng 90 phút ha. Và cuối cùng là Đôi Mắt Người Xưa Chế Linh, Giao Linh cả nhà ha. Đây hai cái băng của Phương Phương Thảo đây cả nhà, Khoảnh Khắc và Cho Người Tình Lỡ ha. Mấy cái băng này thì ghi từ gốc ra nên cả nhà mình nghe yên tâm chất lượng ha, chất lượng băng, chất lượng nhạc. Rồi, tiếp theo đó là các cái băng 320.000 nhưng mà là nhạc rề ha, nhạc rề cả nhà. Nhạc rề thì ở đây em có là Hoàng Oanh 2 nè, Thanh Tuyền nè, Thanh Tuyền 2 nè ha, Trường Sơn 4 nè, Sống Nhạc 2, Tiếng Hát Duy Khánh 3, Tiếng Hát Thanh Thúy 25, Tình Ca Quê Hương cả nhà ha, Tiếng Hát Phương Dung Hương Quê, Sơn Ca 6, Giao Linh ha, Boney M, Boney M băng này 90 phút cả nhà ha, băng này 90 phút. Bộ này em 320.000. Và mình có Nhã Ca 7 cả nhà ha. Mình có Kim Đằng 2. Ở đây là một cái băng Người Yêu Cô Đơn đơn ha. Băng này băng là băng Sơn Tuyền 9 cả nhà. Sơn Tuyền ha. Người Yêu Cô Đơn. Mình có Thương Ca 4 ha. Và mình có Chế Linh 2. Đó.
Thì đây là các cái băng nhạc 320 ngàn cả nhà ha. 320 ngàn. Đó. Rồi, bây giờ em đi qua các cái băng 350 ngàn. 350 ngàn là em sử dụng cái băng XL2S 90 phút ha. À, băng cao cấp nhất trong dòng tiếp 2 của Maxell cả nhà ha. Băng cao cấp nhất trong dòng tiếp 2 của Maxell. Mình có chế linh hoa sứ nhà nàng này cả nhà nha. À, mình có 3 tháng quân trường ha. 3 tháng quân trường. Rồi, mình có nhã K5 nè ha. Mình có tiếng hát chế linh 1, tiếng hát chế linh 2. Tiếng hát chế linh 1 là chế linh 18 ca khúc cả nhà ha. À, chế linh 2 là chế linh tình bơ vơ cả nhà. Chế linh 2. Chế linh 2. Mình có tiếng hát Duy Khánh nè ha. Mình có tiếng hát Duy Khánh 2. Mình có Thanh Thúy đặc biệt cả nhà ha. Thanh Thúy đặc biệt. Mình có băng nhạc Sơn Ca cả nhà ha. À, băng nhạc Sơn Ca này là Sơn Ca 5 cả nhà. Sơn Ca 5 ha. Phương Dung. À, cả nhà mình thấy cuốn băng là thấy ghiền rồi. Thấy cuốn băng nó đẹp quá cả nhà ha. Rồi. Đó là các cái băng cao cấp ha. 60 và 90 phút của Maxell ghi nhạc cả nhà ha. À, ngoài ra thì em đang có một cái bộ nhạc vàng rề 75 tuyển chọn ha. Đây là cái bộ bộ tuyển chọn nhạc rề 75. Gồm có 6 băng nhạc cả nhà ha, 6 cái băng. 6 cái băng này được em ghi bằng lên băng XL2S 90 phút cả nhà ha. XL2S 90 phút. Đó, thì cái bộ này 6 cuốn. Từ cuốn 1 cho đến cuốn 6 ha, có giá là 1.700.000. Giá đã bao gồm phí ship ha. Nếu cả nhà mình chuyển khoản cho em 1.700.000. Đây là nhạc rề 75 tuyển chọn cả nhà ha. Nhạc rề 75 tuyển chọn cả nhà. Đó. Thì bác nào quan tâm có thể liên hệ với em ha. Để mà sở hữu những cái băng này. Đó. Rồi. Em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Cả nhà mình có nhu cầu mua thì liên hệ với em. Và lưu ý giúp em là người thật việc thật ha. Cả nhà mình cứ chuyển tiền cho em sẽ gửi đi cho cả nhà mình. Cả nhà mình mua từ 5 băng trở lên thì em sẽ miễn phí ship ha. Dưới 5 băng thì cả nhà mình tự trả tiền ship giúp em. Em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.